tuyến đầu tiên của năm học mới này. Cô chúc các em có một năm học thật nhiều thành công và tràn ngập niềm vui. Trong số chúng ta, có những bạn nhỏ thường được bố mẹ đưa đón đi học, như vậy là rất an toàn. Thế nhưng cũng có nhiều bạn phải tự đi về do bố mẹ không có điều kiện đưa đón, hoặc do các bạn đã lớn rồi, có thể tự đi lại được. Việc đi lại như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu các em không được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Để hưởng ứng tháng an toàn giao thông và nhằm giáo dục về an toàn giao thông cho các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em cuốn sách Giáo dục an toàn giao thông lớp 1, 2, 3, 4, 5 của tác giả Đỗ Thành Trung và Nguyễn Nguyệt Hồng do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ lớp 1 đến lớp 5 trong bộ sách giáo khoa, khổ sách 16 x 24cm. Các em ạ, hàng ngày các em đi học hay đi chơi, trên đường có rất nhiều loại xe. Ở thành phố thì lượng người và xe đông vô kể. Các trục lộ giao thông thì ô tô, xe máy đi rất nhanh, thật là nguy hiểm. Như vậy, nếu không biết cách đi đường cho đúng, các em rất dễ bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác. Điều đó thì đáng tiếc vì nó sẽ mang lại nỗi bất hạnh rất lớn cho bản thân các em hay cho người khác. Cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng an toàn giao thông. Hướng dẫn trẻ đi đúng phần đường, không đi bộ dưới lòng đường. Phải đi bộ trên vỉa hè. Không vui chơi nô đùa dưới lòng đường. Không vượt giải phân cách để sang bên kia đường. Phải đi đúng làn đường dành cho người đi bộ sang đường. Không sang đường khi đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu xanh. Chỉ sang đường khi đã có đèn tín hiệu cho phép sang đường. Đối với trẻ nhỏ, khi sang đường cần có sự giúp đỡ của người lớn. Không đi ngược chiều. Đi đúng làn đường và bên phải theo hướng di chuyển. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Mũ bảo hiểm phải đúng quy cách, phải cài quay đúng quy định. Trẻ nhỏ phải có đai an toàn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người, các em cần có hiểu biết về luật giao thông đường bộ, tức là biết cách đi đường theo đúng quy định. Như vậy sẽ tránh được những tai nạn xảy ra. Nhà trường cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các em về việc tham gia giao thông. Các em được trải nghiệm là những người tham gia giao thông và xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài ra, các em còn được tặng những bảo hiểm để bảo vệ cho chính bản thân mình. Nhờ vào cuốn sách Giáo dục an toàn giao thông này sẽ là những điều chỉ dẫn bổ ích, những hình ảnh đúng cần theo, những hình ảnh sai cần tránh để giúp các em biết cách đi đường theo đúng luật quy định. Các em cần ghi nhớ và thực hiện cho đúng, tạo thành một thói quen hàng ngày. Như vậy, bố mẹ các em, các thầy giáo, cô giáo sẽ rất vui và có thể yên tâm mỗi khi các em đi ra ngoài đường. Một lần nữa, cô chúc các em học tập thật tốt và luôn luôn được an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong buổi giới thiệu sách lần sau.